Xin chào mọi người, mình là Đông Tribal. Hôm nay mình muốn thông báo đến mọi người một cái tin vui của mình, đó là sắp tới mình được sang Philippines để làm giám khảo cho một cuộc thi xăm hình, đó là Mummy International Tattoo Expo được tổ chức tại thành phố Pasig của Philippines. Thì lần này mình Đông Tribal và một cái đại diện nữa của Việt Nam, đó là Đông Đặng, sẽ tham gia cái lễ hội này với vai trò là ban giám khảo. Không phải là mình muốn khoe đâu, nhưng mà lần này mình đi làm giám khảo thì mình muốn mời thêm các bạn thợ xăm của Việt Nam mình cùng mình lập thành một cái nhóm để sang đó thi đấu chinh phục các cái giải thưởng của nước bạn. Thì các cái giải thưởng của cuộc thi lần này mình thấy nó khá là hấp dẫn. Những giải thưởng lớn của chương trình nó là được tặng tiền mặt hẳn hoi. Và Philippines cũng là một đất nước rất là giỏi về tả thực, nhưng mà mình nghĩ là các cái artist Việt Nam sẽ không có thua kém mấy đâu. Và các bạn hãy mạnh dạn nhắn tin cho mình để cùng biết những thông tin chi tiết ha. Thì cái cuộc thi này á, thì mình nói sơ lược về các thông tin như sau. Thì cái giá quầy của nó là rơi vào khoảng là 12 triệu tiền Việt Nam. Và khi chúng ta bay đến đó thì đến sân bay, nó nằm hình như nó nằm ở trung tâm của thủ đô Manila. Thì từ đó chúng ta sẽ di chuyển đến khách sạn cũng như sự kiện thì chỉ mất khoảng 1 tiếng thôi. Và giá vé máy bay mình mới vừa tra giá vé trong thời điểm này thì nó rơi vào khoảng đâu đó 7 triệu. Và cái thời điểm diễn ra cuộc thi đó là ngày 9 và ngày 10 tháng 8 năm 2024. Thì kể từ bây giờ thì chúng ta chuẩn bị là vừa. Và khi tham gia cuộc thi lần này thì ngoài tinh thần là mình phải lấy được giải thưởng, nhưng mà song song đó mình thấy xung quanh ở cái cuộc thi này cũng có rất là nhiều cái điểm du lịch rất là hấp dẫn. Tại vì Philippines nó là một cái quốc đảo rất là xinh đẹp với nhiều cảnh đẹp như là thiên đường vậy đó. Thì ngoài chúng ta có thể đi du lịch xung quanh để ngắm cảnh, để khám phá thêm những cái vùng đất mới. Và mình tiết lộ một cái điều này ha, mình và Đông Đặng sẽ làm ban giám khảo của cuộc thi lần này, cho nên những bạn nào mà người Việt Nam tham gia thì tất nhiên thì chắc là tụi mình sẽ ưu ái hơn rất là nhiều, tại vì người Việt Nam thì phải bên người Việt Nam thôi. Thì mình hy vọng với lời mời này thì các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và nhắn cho mình nếu các bạn muốn đồng hành cùng mình trong cuộc thi sắp tới lần này. Xin cảm ơn đã xem video.